Anh thích đi du Thích đi du lịch. À, anh thích đi du lịch. lịch. Từ trước đến giờ thì anh có đi nhiều nơi không? Anh đi được nhiều nơi lắm mà anh Dạ. cũng đi được nhiều nước. Dạ. À. Nhưng mà lúc đó thì chỉ có một mình cô đơn thì cũng buồn anh ha. Giờ Đúng mà rồi. có thêm một người bạn nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Thì đấy anh cũng mong muốn như thế, bởi vì là trong một cuộc sống mà làm người thì ai người ta cũng có một cái gia đình. Nhiều lúc anh ra đi đường anh cũng buồn lắm chứ. Nhưng thôi đấy là mình cũng phải chấp nhận. Dạ. Và mình cứ nghĩ suy nghĩ tích cực và có sự cầu cầu tiến. Anh là cầu tiến lắm mà anh có nghị lực lắm. Dạ. Anh ưu điểm là anh có cái nghị lực và quyết đoán, và mình sướng khổ là mình có nghị lực vững vàng. Dạ, em chào anh ha. Anh chào em. Dạ, anh từ đâu đấy anh? Anh từ Bình Dương, Thủ Dầu Một. Anh có thường xem những cái video trên chương trình bên em không? Anh có xem những chương trình video của em. Anh rất thích vì là rất tin tưởng cái chương trình của em. Kết Dạ. nối yêu thương cho tất cả mọi người các miền Tổ quốc và ra nước ngoài. Em cảm ơn anh ha. Em mời anh gửi lời chào đến khán giả cũng như là tự giới thiệu về bản thân của mình ạ. Trước hết anh cảm ơn chương trình của bên Nhịp Sống Phương Nam. Dạ. Chúc các em luôn luôn mạnh khỏe và giúp tất cả cho mọi người trên miền Tổ quốc và nước ngoài. Anh xin chào tất cả các cô dì chú bác và anh em ở nước ngoài và trong nước. Một lời chào thân thương và chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Dạ, anh chia sẻ về cái họ tên của mình á. Anh họ tên. Anh là Vũ Quang Tuất. Dạ, Uh, anh Phúc sinh ha. uh, sinh Dạ, năm anh sinh năm mấy? 1958. Trước kia ba mẹ anh độn tuổi của ông anh thì để trốn lính. Đấy, À, thế nhưng mà thế tuổi thật là sinh ra là bao nhiêu? anh sinh năm 65. Sinh năm 65, năm nay là 60 tuổi. Là 59. 59 tuổi. Anh chia sẻ về cái ngoại hình của mình á. Anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu anh? Anh cao 1m64, nặng 62 cân. Dạ. Tình trạng hôn nhân của anh như thế nào? Tình trạng hôn nhân của anh là anh ly thân và chia tay đến từ 2016 là Dạ. anh ly thân, sau đến 2018 thì chính thức đã ly hôn. Dạ, 16 là năm là 9 năm anh ha. 9 năm rồi. Dạ. Rồi trong thời gian kết hôn thì anh được bao nhiêu người con anh? Anh có một cháu cháu Dạ. gái. Thì sau khi anh cảm thấy là hai bên hết duyên rồi thì mình cũng nên có cái thông cảm, và mình cũng tự có những cái mình cũng có lỗi, cho nên là hai bên coi là anh nghĩ là hết duyên thì Dạ. anh có nhường lại một ngôi nhà, và cô ấy nhận là tôi nhận nhà và tôi lấy nhà thì tôi có trách nhiệm với con cái, thì là anh không phải trách nhiệm với con cái nữa, và tự nguyện của anh thì anh tặng ngôi nhà đây. Mà trước khi anh lấy cô là anh có nhà sẵn rồi. Dạ. Giấy tờ Rồi, của anh con hết. gái hiện tại bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi anh? Cháu là 9 tuổi, cháu học lớp 3. Dạ. Hình như là em nghe tiếng nói của anh là anh quê ở ngoài ngoài đúng không? Đúng rồi, anh quê chính là quê ở Bắc Bắc Ninh. Bắc Ninh ha. Dạ. Rồi, hiện tại bây giờ các anh đang làm công việc gì? Anh làm phiên dịch cho công ty Trung Quốc. Dạ. Anh phiên dịch tiếng Hoa. À, phiên dịch tiếng Hoa anh Ừ. làm lâu chưa anh? Anh làm từ đến bây giờ là được 6 tháng rồi. 6 tháng rồi. Ừ, Dạ. trước Tết. Rồi trong cái thời gian ly hôn là 9 năm rồi thì trong thời gian đó thì anh có quen biết ai không? Anh cũng gọi là giao lưu, nhưng mà mình cảm thấy chưa phù hợp và mình không tin tưởng, thì anh thấy cái sự kết nối yêu thương của bên bên các em anh thấy là rất là tin tưởng, Dạ. và mong mọi người được hiểu và mình cũng hiểu người ta, và có cái nó đến với nhau nó chân thật hơn. Còn bên ngoài thì anh không có sự tin tưởng đấy, Dạ. nó như vậy. À, anh Tốt có thể mình tiết lộ về cái thu nhập hàng tháng của mình được khoảng bao nhiêu anh? À, cái thu nhập của anh thì một tháng cũng không được bao nhiêu đâu, bởi vì anh đi phiên dịch cho công nhân thì tháng được có 10 triệu thôi. 10 triệu à. Dạ, hiện tại ở Bình Dương thì anh có nhà có cửa không? Anh có vườn, Có vườn à. anh có vườn, anh có đất ở Bình Phước.
Dạ. Ừ. Rồi tối là anh vô. Tối là anh ngủ đâu? Anh ở hiện tại bây giờ anh đang thuê trọ. À, đang ở trọ ha. Anh ở nhưng trọ. Mà có ở là vườn đất là ở dưới Bình Phước. Đúng rồi. Vậy là cũng có giống rồi. Anh đang cho thuê. Dạ, cho thuê anh ha. Một tháng được một năm được 25 triệu thì mình. Dạ. Rồi. Khi nào mình về đấy thì lại tính. Vậy là quá tốt rồi. Mình có của riêng ha. Chứ nhà thì anh chưa có. Nhà chưa có nhưng mà có đất rồi ha. Có đất rồi. Dạ. 4.000 mét vuông. Wow. Vậy là rộng lắm luôn đó chứ. Ừ. Thì coi một cái vườn đấy. Đất đó thì mình có thể làm nhà được không anh? Ừ, sao em? Ấy là đất ở dưới Bình Phước là có thể làm nhà được không hay là ở trong rừng? Làm nhà được. Làm nhà ok luôn ha. Làm nhà được. Anh cũng có ý định làm nhưng mà còn bây giờ mình hãy mình mới đổ vỡ gia đình thì mình bây giờ mình chốt nhất là mình hãy đi làm và để mình tích lũy hoặc là mình này khác thì sau này mình làm nhà thì nó tùy theo cái túi tiền của mình nó cũng đơn giản. Yeah. Có nhiều thì mình làm nhà đẹp mà không thì làm nhà bình thường. Yeah. Thì anh cũng rất là cố gắng nỗ lực trong 9 năm. Yeah. Anh chia sẻ về cái đức tính của mình á, mình có cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào anh? Anh có cái điểm yếu là anh cũng hơi nóng tính. Hơi nóng tính một chút ha. Nhưng đến bây giờ thì anh nhận thấy thì mình hay tiếp thu học hỏi và mình cũng nhận thức được là trước kia đã mình còn trẻ thì cái tôi của mình lớn thì còn bây giờ thì mình cũng bỏ qua hết để mà tìm đến cái thứ nhất là hạnh phúc, cái thứ hai nữa mình cũng đã là người hiểu biết thì mình lên lắng nghe và tiếp thu chia sẻ thì nó tốt hơn trong cuộc sống. Rồi anh có sử dụng mà ví dụ như là thuốc lá, rượu bia quá nhiều không anh? À không, anh thì từ bé anh không hút thuốc. Yeah. Nhưng mà rượu bia thì gọi là có uống chút chút theo với cái để đảm bảo sức khỏe. Yeah. Vì anh cũng biết chăm sóc sức khỏe. Yeah. Anh học ở nước ngoài và anh cũng về anh cũng tức là mình nên giữ gìn sức khỏe thì tốt hơn. Yeah. Ngoài ra thì anh có cái sở thích ví dụ như là đi du lịch hay là ca hát gì không anh? À anh thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Anh thích đi du lịch. Từ trước đến giờ thì anh có đi nhiều nơi không? Anh đi được nhiều nơi lắm mà anh cũng đi được nhiều nước. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì chỉ có một mình cô đơn thì cũng buồn anh ha. Giờ đúng mà rồi. Có thêm một người bạn nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Thì đấy anh cũng mong muốn như thế bởi vì là trong một cuộc sống mà làm người thì ai người ta cũng có một cái gia đình. Nhiều lúc anh ra đi đường anh cũng buồn lắm chứ. Nhưng thôi đấy là mình cũng phải chấp nhận. Dạ. Và mình cứ nghĩ suy nghĩ tích cực và có sự cầu tiến. Anh là cầu tiến lắm mà anh có nghị lực lắm. Yeah. Anh ưu điểm là anh có cái nghị lực và quyết đoán và mình sướng khổ là mình có nghị lực vững vàng. Yeah. Đấy, nó như vậy. Mong muốn của anh á, tìm một người bạn đời đó thì như thế nào anh? Anh chỉ cần một người cũng đơn giản thôi. Bình thường, sức khỏe khỏe mạnh. Thế đầu tiên. Cái thứ hai nữa là anh cũng chỉ cần một người phụ nữ là một người của gia đình. Thế là được rồi. Thì anh cũng không đòi hỏi gì là giàu nghèo thì không quan trọng cái đấy. Yeah. Bởi vì là mình đến với nhau thì mình khác có trách nhiệm và có tình cảm. Cái đấy là đầu tiên. Chứ mình anh không nặng nề về cái vật chất. Yeah. Bởi vì khi mà thương yêu nhau thì mình còn khỏe thì mình cứ tự bảo nhau mà làm thì sẽ có thôi. Yeah. Đấy, anh cũng không ham cái chuyện giàu nghèo, anh không ham, nhưng với con người của anh thì anh nghĩ rằng nếu bạn nào mà hiểu được và có cái suy nghĩ như anh thì chắc chắn thì mình cứ có nghị lực và mình chịu thương chịu khó mình sẽ có thôi. Yeah. Cuộc sống bình thường thôi. Yeah. Chứ mình cũng không đòi hỏi cao. Đấy, quan điểm của anh như vậy. Quan trọng là hai người tâm đầu ý hợp, còn về vấn đề kinh tế đúng thì rồi. Mình cùng nhau phát triển thì đâu có gì khó đúng không anh? Đúng rồi. Yeah. Anh cũng nghĩ thế, tức là ai giữ tiền được không quan trọng cái chuyện đấy. Yeah. Nhưng cùng luôn luôn phải cùng chung một tiếng nói. Yeah. Và cùng vợ chồng đã dù nghèo dù giàu sống ở đâu cũng một chỗ rồi thì mang lại cái thứ nhất tình cảm, cái thứ hai nữa là cuộc sống nó gắn liền thì tốt hơn cho cả đôi vợ chồng và đảm bảo hạnh phúc hơn. Yeah. Còn về cái độ tuổi thì anh mong muốn là bao nhiêu anh? Độ tuổi thôi tùy duyên em ạ. Tùy duyên. Không anh còn không... cũng như anh chia sẻ thì về cái công việc và kinh tế thì anh cũng không yêu cầu lắm ha. Đúng rồi, anh không yêu cầu. Dạ. Rồi về kế hoạch tương lai ấy, ví dụ như cô đó về chung sống với anh thì anh có dự định là mình ở đâu không anh? Anh cũng có dự định nếu mà về chung sống thì về Bình Phước với anh.
thì cùng bây giờ anh có đất rồi thì chỉ có làm nhà, thì mình có nhiều thì làm nhiều mà có ít thì làm ít trong cuộc sống, và mình có thể là mình làm thêm công ty rồi về nhà cũng được. Yeah. Đấy, nó cũng thuận tiện. Nói chung là tùy vào cái hoàn cảnh, nếu mà thuận lợi ở chỗ nào thì mình ở chỗ đó thôi. Đúng rồi. Mình còn không có nhất thiết mình đất có rồi. Dạ. Ừ, thì người ta sống được mình sống được. Dạ. Đấy. Còn về có vùng miền thì anh có quan trọng không anh? Có anh không quan trọng vùng miền. Dạ. Quan trọng nhất là người ta biết chia sẻ và người ta biết lắng nghe và hiểu thông cảm. Dạ. Cùng chung một tiếng nói. Đấy là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thưa anh, thì trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện hôm nay thì anh có điều gì mà bày tỏ đến các cô các chị một lần nữa không anh? Anh có xin bày tỏ với các cô các chị và các bạn trên tất cả trên miền tổ quốc của Việt Nam và ra nước ngoài, thì chắc mọi người cũng có một cái suy nghĩ, mỗi một gia đình, mỗi một con người cũng mong muốn có một hạnh phúc, nhưng mình chia sẻ với các bạn là các bạn cứ tin tưởng ở mình thôi, cái chuyện đó cũng là hết duyên, và cũng mình cũng cứ luôn luôn có cái nghị lực và luôn luôn mình phải hiểu xa thêm là đó nó là cuộc sống con người, thì mình có suy nghĩ này khác thì lại ảnh hưởng tới sức khỏe và ảnh hưởng cả với công việc, và mình không mạnh mẽ, nên là mong các bạn cũng có một cái suy nghĩ như mình để cùng tiến tới tìm được một nửa yêu thương hạnh phúc tuổi cuối cuộc đời. Dạ. Thì okay. Xin chào tất cả các anh chị và cô chị chú bác trong ngoài nước. Cảm ơn anh rất là nhiều ha. Thì hình ảnh và cũng như là trò chuyện từ đầu đến giờ thì em xin phép được chia sẻ lên mạng xã hội để tìm một nửa yêu thương cho anh, thì anh có đồng ý không anh? Có, anh có đồng ý. Dạ. Và anh rất mong muốn các bạn đều chia sẻ. Còn tất cả các bạn và trong và ngoài nước, mình cứ mở lòng và mình cứ chia sẻ để cái thứ nhất là cho nhau cơ hội, còn thì sau này nếu có hợp duyên hay là cùng chung tiếng nói thì lại tính sau. Chứ không sao, tất cả mình là đều là bạn hết, trong nước và ngoài nước đều là người bạn tốt. Rồi, ok, em cảm ơn anh rất là nhiều ha.